Đến với video thực hành đầu tiên về lập trình BRC 1200. Thì ở video này chúng ta có cái nội dung là đấu nối, download và upload chương trình. Thế thì cụ thể là ba cái nội dung như sau. Chúng ta sẽ đấu nối tín hiệu vào ra cho BRC 1200. Thứ hai là thực hiện download và upload chương trình. Nội dung thứ ba là chúng ta sẽ sử dụng phần mềm mô phỏng BRC SIM. Phần mềm này chúng ta sẽ dùng trong trường hợp là chúng ta thực hiện lập trình ở nhà mà không có BRC thật. Thế thì đầu tiên liên quan đến tín hiệu đầu nối vào ra thì các bạn sử dụng cái phần mềm có tên là manual, đúng không? Manual tôi sẽ gửi cho trong mail. Thì đây tài liệu, đúng không? Manual đây. Manual có tên là System Manual. Thì phiên bản Manual này là năm 2016. Đấy. Các bạn để ý là bây giờ đầu nối thì các bạn đi vào cái mục có tên là A như này. Đấy. Các bạn có thể là bị ẩn như này. Thì đây là cái file Manual người ta trình bày. Các bạn mở cái phần bookmark này ra. Đấy, bookmark này ra. Các bạn sẽ thấy là người ta trình bày theo các chương mục như này. Rồi chúng ta vào cái mục A. Mục A này, sau cái chương số 15. Mục A có tên là Technical Specification. Cứ ở đây. Đúng không? Đó. Thì ở đây là có các mã CPU chúng ta thấy, đúng không? Ví dụ như cái CPU chúng ta có 1211 này, 1212, 1214 và đến 1217. Đó. Tất cả các CPU này đều có chữ C, tức là cái tắt của compact. Bản thân CPU này thì built-in luôn. Built-in luôn là tín hiệu vào ra số và cả thêm cái tín hiệu đầu vào tương tự. Đó. Thế thì bây giờ tôi đang có một con BRC có tên là 1212C. Đây, 1212C. Rồi. Xem đầu nối module CPU này như nào nhé. Thế thì các bạn thấy này này, nghe rồi. Tức là cái thông tin ban đầu của CPU này. Module CPU này chúng ta có 8 đầu vào số, 8 input này. Đó. Và 6 đầu ra, đúng không? 8 đầu vào số, 8 6 đầu ra số. Thì tiếp theo là tín hiệu tương tự thì nó có 2 đầu vào tương tự. Các vùng nhớ ở đây, đúng không? Vùng nhớ Y cho phép lên đến 1024 byte. Và vùng nhớ Q cũng như vậy. Và bây giờ đi sang cái phần đầu nối này. Những cái thông tin này chúng ta sẽ phân tích ở những video tiếp theo nhé. Rất là chi tiết thôi. Thì rồi sang phần đầu nối này. Rồi các bạn có thể kích sang cái phần wiring ở đây luôn, đúng không? Wiring diagram này. Đó. Thì với CPU 1212C chúng ta có 3 mã, đúng không? Mã thứ nhất này là ký hiệu là AC gạch ngang DC gạch ngang delay. Đấy. Thì cái mã này là chúng ta nguồn vào là nguồn xoay chiều. Đó. Là xoay chiều AC này. Ký hiệu đầu vào ở đây là DC. Đó. Ký hiệu đầu dạng đầu ra nó là đầu ra delay. Chúng ta còn có hai mã nữa là mã mà ký hiệu nguồn là nguồn xoay chiều. Vâng, nguồn xoay chiều. Nguồn nuôi vẫn xoay chiều, nhưng ký hiệu đầu ra nó không phải là xoay chiều. À, không phải là delay mà nó là bán dẫn. Thì nó là cái mã này. À, xuống dưới xem cái mã. Đó, đây, mã này. Mã này AC DC delay này. Mã tiếp theo này là gì ạ? DC DC delay. Đúng không? Tiếp theo là mã DC DC DC, đúng không? Vậy chúng ta có 3 mã gì? Với cái mã nguồn nuôi AC, đúng không? Nguồn nuôi AC thì luôn luôn đầu ra nó sẽ là dạng delay. Đó. Đây. Còn cái mã mà nguồn nuôi DC. Đó, nguồn nuôi DC thì đầu ra có hai dạng là delay hoặc là gì nhỉ? Bán dẫn. Đó. DC. Thế còn cái ở giữa đây là DC thì tất cả ba mã này đều giống nhau, đều là DC. Tức là cái tín hiệu đầu vào nó là gì nhỉ? Điện áp một chiều DC. Đó. Chúng ta lần lượt phân tích
ba cái dòng SQL này. Ok, bắt đầu vào đây. Với cái mã ACDCG đây thì nguồn đây đúng không? Nguồn các bạn nhìn thấy rất là rõ. Đó, từ giải rất rộng từ 120 đến 240. Đó, nguồn AC. Ra ký hiệu cả mũi tên đi vào N1, N từ biển đúng không? Thế thì ở cả ba mã này đều có một cái nguồn 24V ao ra, mũi tên đi ra này. Thì L cộng là dương nguồn, còn M là âm nguồn, là âm đúng không? Thì nguồn 24V này người ta nó xuất ra như này để mục đích cho chúng ta có thể đấu nối những cái tín hiệu đầu vào và tín hiệu đầu ra. Tuy nhiên là cái nguồn 24V này công suất nó rất là thấp, nó chỉ dòng như khoảng vài trăm mA thôi, 100-200 mA. Thì những cái trường hợp mà chúng ta đấu tủ đấy, thì relay chúng ta ngoài nhiều hoặc cảm biến vân vân đấy, thì chúng ta sẽ dùng cái nguồn 24V ở bên ngoài. Nguồn này thì chỉ dùng cho những cái ứng dụng mà ví dụ như chạy với cái đầu vào này và nút nhấn này, ok này. Nhưng mà khi mà đầu ra chúng ta xuất một loạt relay chúng ta thì nó sẽ tốn nguồn đúng không? Tiếp theo là liên quan tới đầu vào đây. Đầu vào ở đây thì cả ba mã đều là DC, chúng ta sẽ phân tích một lần thôi. Đó. Thì ví dụ như cái đầu vào từ if từ 0.0 này đến 0.7 đúng không? Tức là 8 cái đầu vào này nó có một cái chân chung là chân 1M. Là chân chung là chân 1M. Thì cái chân 1M này là người ta gọi là chân chung, tức là sao? Các bạn nhìn thấy đây này, hai này, chú thích xong bên này. Đúng không? Đây hai bên này. Thì có hai cách đấu, cách mà sinh kênh này, input này. Sinh kênh input tức là cách một tín hiệu đọc vào là mức 0V. Đấy, đọc vào là mức 0V. Thì cái gì? Thì người ta sẽ kết nối âm nguồn đúng không? Đấy, âm nguồn đó. Ở đây là cái khái niệm sinh kênh là ý tức là cái chân chung và mức thấp cơ, chứ không phải là đọc mức thấp. Đấy, sinh tức là đây cái chân 1M nó sẽ đấu vào mức thấp là mức 0V, thì tín hiệu đúng không? Tín hiệu là 0.0 vân vân đến 0.7 này nó sẽ đọc mức dương đúng không? Mức dương chính là mức 24V. Cách đầu thứ hai gọi là short short sinh đó, thì ngược lại thì bây giờ cái chân 1M chúng ta lại là gì nhỉ, đưa dương nguồn vào đó, dương nguồn vào đây short sinh này thì kết nối gì nhỉ, dương đúng không, dương tới cái chân M này. Thì khi mà đưa dương nguồn vào chân 1M này thì toàn bộ các tín hiệu đầu vào đây nó sẽ đọc mức là mức gì nhỉ, 0V, ngược lại đúng không? À, thì đó ngược lại nhau. Thì thực tế thì những một số cái cảm biến tiếp cận nhá, đó người ta sẽ có trên thị trường có hai mã là mã NBN hoặc là BNB. Đó. Thì mã NBN là mã mà tín hiệu nó trả về là 0V, thì chân 1M là chúng ta sẽ đưa dương vào. Đó. Còn mã BNB thì tín hiệu trả về nó là 24V, thì trong trường đó chân 1M chúng ta sẽ gì nhỉ? Đó, đấu về 0V như này. Đó là liên quan tín hiệu đầu vào. Thì tín hiệu đầu ra, đầu ra trong trường hợp này là dạng relay, đúng không? Relay thì đặc điểm của relay là nó là tiếp điểm thôi. Đó, tiếp điểm thì chúng ta có thể dùng nguồn một chiều hoặc là xoay chiều. Đó, đây gạch ngang một chiều này, xoay chiều này. Đó. Thì một chiều thì có thể là đưa dương vào hoặc âm vào. Đấy. Xoay chiều thì cũng có thể đưa L hay là L hay là N đúng không? Đó. Hai cái này đưa vào, bởi vì bên trong nó chỉ là tiếp điểm thôi. Thế thì cách đấu là cái đầu ra này nó chỉ là một một dây thôi, đúng không? Một sợi thôi. Thế thì cái tải của chúng ta phải cấp sẵn nhỉ? Đó. Cấp sẵn một cái nguồn. Ví dụ như nguồn một chiều, ví dụ dây này, dây 24V này, thì ta có thể là chung toàn bộ dây này chung đất. Đó. Nếu chung đất thì cái dương 24 nó sẽ đi vào chân một L. Đó. Thì khi một dây đóng một L nó sẽ thông sang bên này, tức là chúng ta sẽ có nguồn 24V cho tải. Thì hoàn toàn ngược lại là dây này thay vì trung âm thì chúng ta có thể là trung dương đúng không? Đó. Nếu mà trung dương thì chân âm sẽ phải đi về một L. Đấy. Thì hoàn toàn tương tự khi chúng ta dùng xoay chiều, bởi vì nó tóm lại bản chất bên trong này nó là một cái tiếp điểm. Khi ta đóng chấm không đây thì một L nó sẽ thông với không không đây, chấm không đây. Đấy.
nó sẽ thông thông với các cái đầu ra này, thì ta đưa vào là chân nào thì ra nó đúng là chân đó. Đấy là liên quan kiểu đầu ra dạng dưới lên. Tiếp theo chúng ta có cái mã, mã này là mã giống như mã trước nhưng chỉ có khác là nguồn nuôi DC thôi, đúng không? Nguồn nuôi DC thì người ta ký hiệu đây 24V DC L cộng và M, đúng không? Như vậy chúng ta khác nhau mỗi phần này thôi, toàn bộ phần còn lại giống nhau, đúng không? Đấy. Chuyển sang cái mã tiếp theo, mã thứ ba. Mã này thì giống mã trước cái là DC đòi gọn nguồn vào một chiều, ký hiệu đầu vào cũng là một chiều, khác là cái đầu ra đây, đầu ra DC. Thì đầu ra này nó không phải là đầu ra dơ le, nó là đầu ra bán dẫn. Bán dẫn thì ngay cái phần ký hiệu này nó đã khác rồi. Nguồn vào chúng ta phải cấp, đúng không? Chúng ta phải cấp dương cho L cộng và âm cho L trừ. Đó. Đồng thời đầu ra của BDC bây giờ nó sẽ là ra mức 24V. Đấy, ra mức 24V. Ra mức 24V tức là toàn bộ cái tải chúng ta phải chung chung đất. Đó. Đó. Trong bên trong này người ta đã cố định là cái đoạn linh kiện nó là chan hoặc là phép, nhưng mà loại này là bơm ra, là bơm ra mức 24. Thì đó là cách đầu nối nguồn, đúng nhỉ, tín hiệu đầu vào và tín hiệu đầu ra cho BNC 1500. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách download và upload chương trình. Và bây giờ thì cái phần chúng ta sẽ kiểm tra này, kiểm tra cái jack cắm Ethernet tôi đã cắm vào BNC rồi. Các bạn kiểm tra bằng cách là đây, làm vào cái mục Internet này, chuột phải ở đây, đúng không? Open Network này, đây. Sau chúng ta vào cái mục Ethernet này, đó. Kích vào Adapt Option, đây là ở pin 10. Các bạn thấy đây, cái cổng Ethernet này sáng đây này, tức là tôi đang cắm vào, tôi rút ra nhé, rút ra, đó, nó sẽ mất, đúng không? Cắm lại này. Đấy, thì đây là jack cắm vào BNC. Động tác tiếp theo là bây giờ chúng ta có thể kiểm tra cái IP của máy tính bằng cách là cái nút vào đây, đó, kích vào Protocol này, chọn cái IP của Ethernet Protocol version 4 là kinh đây. Đây là cái IP mà tôi đang đặt là IP tĩnh, đúng không? IP tĩnh. Trong trường BNC chúng ta đang không biết là BNC IP lớp nào, chúng ta có thể cho vào chế độ IP động như này, IP động như này, OK. Cái động tác là chúng ta sẽ phải dùng phần mềm, đúng không? Dùng phần mềm, chúng ta dùng phần mềm TIA. Ở đây tôi có cài hai bản 14 và 15, chúng ta sẽ dùng bản 15, còn các bạn có thể dùng bản 14 được, miễn là cái phần mềm của bạn có tính năng mô phỏng. Cài thêm cái phần mềm BDC SIM để thực hiện mô phỏng. Rồi, là đợi phần mềm khởi động. Đó, sau khi khởi động xong này, chúng ta sẽ kích vào đây, Create này, tạo mới project này. Project này tôi để tên mặc định là 4 để lưu trong thư mục như này. Rồi, Create. Rồi, bây giờ chúng ta có thể là thử upload, đúng không? Upload cái chương trình BDC ra xem nó đang có một cái chương trình như nào. Chúng ta sẽ bắt loạt trước. Click xong chúng ta sẽ kích vào Project View. Project View. Trong này thì cái mục Device Network này, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ add đi, add new một cái device này. Nhiều đi vào. Nếu trong trường hợp BDC chúng ta biết là cái mã gì rồi, đó, ví dụ đây tôi biết là cái mã là 1212C này, này 1212C này, nó là ACDC delay này. Tiếp theo là đúng không? Nó có ba mã đây, tôi sẽ kiểm tra nó là mã gì. Mã thằng này là mã BE40, BE40 đây rồi, đúng không? Rồi, 0xB0, đúng mã này rồi. Tuy nhiên để ý là cái version đây, tức là cái firmware này nó có ở đây là 4.2 là mới nhất, đúng không? Thấp hơn chúng ta có 4.0, 4.1. Nếu với firmware này mà cao hơn so với cái CPU hiện tại, thì
thì nó sẽ không cho phép chúng ta upload đó. Còn nếu thấp hơn thì ok, để chúng ta cứ thử để bước thứ hai nhé. Ok, rồi chúng ta tạo chờ cái thời gian nó khởi tạo BTC. Phần mềm này đặc điểm là rất là nặng, bộ cài nặng, chạy ra rất là nặng. Đó thì chúng ta đây, đến đây thì chúng ta kích vào cái mục trên này, nó có mục Network View này. Network View là nên mà phần này chúng ta ấn chuột phải ở đây, ấn cái sắc nét. Đấy. Và các bạn có thể kích vào cái biểu tượng mắt này này. Đây nó sẽ show ra cái địa chỉ IP này. Mặc định nó luôn là IP như này. 1.9.8.0.1 này. Bây giờ chúng ta muốn upload nha. Thì chúng ta có trên này có biểu tượng là Access Device này, tiếp đây. Đó. Cái BGBC thì là cái gì? Nó chỉ là cái kẹp mạng của chúng ta. Đây. Kẹp mạng của tôi là Zintech PCI GBE của Family Control. Thì đây, trong phần mềm này chúng ta chọn đến đúng cái kẹp đó. Nhất là kiểu như kiểu BNIE Protocol này. Xong đây, BGBC trên này cả. Đang kích vào chọn này. Zintech PCI GBE. Ok, chúng ta sẽ thực hiện Start Search. Đó, nó đã file này tìm thấy đúng không? Tìm thấy một cái BTC như này. Một trang là hơn một. Tuy nhiên đây này, cái phần kết nối này đang có gì là lỗi. Khả năng là firmware nó đang gì là khác nhé. Sâu này. Xem có nhìn được không? Đó, thời gian chờ đợi này rất là lâu. Chúng ta dùng tính năng Avast. Tại sao tôi lại show? Bởi vì BTC này có đặc điểm là khi chúng ta show, tức là kết nối online với nó, thì cái biểu tượng upload ở đây này, đây, chỗ này này, nó mới sáng lên. Còn như hiện tại thì nó sáng mỗi biểu tượng download, chúng ta chỉ lạp chương trình xuống thôi. Còn bây giờ chúng ta đang muốn mà lấy chương trình đây, đúng không? Còn nếu mà lấy đây mà chương trình có password nữa thì thôi, cũng rất là password của BTC 12.000 cũng là rất là chưa thấy, hiện tại chưa thấy ai lấy được chương trình. Rồi lâu có cảm giác như là treo rồi. Cần xuống đèn này, tắt manager này, ta sẽ tắt cái phần này đi, okay, tắt các bước nào. Ok, nó mày qua chuẩn bị. Ý đây là bạn muốn xếp default bây giờ, ok đó. Xếp lại đây, kích vào đây thì các bạn thấy là nó chỉ gì nhỉ, đó. Thì sáng mục download thôi. Vừa rồi chúng ta search ở đây thì nó đây này, nó ra một con PLC này, cạp ra tìm ra một thiết bị này. Đang có thể vào online dialog này.
Ở đây khả năng là cái firmware của chúng ta đang cao hơn so với cái thiết bị. Thì chúng ta sẽ vào online dialog này để kiểm tra cái thông tin về firmware version nó. Rồi. Các bạn thấy xuất hiện ở phần này đây. Xuất hiện ở phía sau này đây. Đây nó này. Lâu quay lại phần này rồi, đây đang chưa cập nhật được cái thông tin của module, chưa cập nhật được. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang cái phương án khác, phương án này rất là lâu đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ có một phương án khác này, cái phần này nha. Chúng ta sẽ chuyển sang chế độ phương án khác là như sau. Ở đây giờ chúng ta muốn upload này thì bây giờ cái phần project này chúng ta bỏ qua này, chúng ta sẽ ấn đi một thiết bị khác này, chọn theo phương án này, các bạn kích vào 1200 CPU này, rồi các bạn chọn đến mục unspec này, đó cái mã một cái mã trắng như này đó. Và chúng ta cũng đang để firmware 4.2 nhé. Ok, nó ra cái BNC như này trắng này, và chúng ta sẽ thực hiện động tác detect này, phát hiện này. Đó, đây là mặc định rồi, chúng ta start search. Mọi người nó tìm ra cái thiết bị này đúng không nhỉ? Đó, vẫn có một biểu tượng này này, lỗi này, nhưng mà tuy nhiên nó vẫn tìm được địa chỉ IP, chúng ta detect nhé. Đấy, với BNC 1200 để lấy upload cái chương trình lên là tương đối là nhiều phức tạp. Thực ra thì nó không đến nỗi phức tạp nhưng phần mềm nó chạy rất là chậm. Đó, ở đây là có một cái báo này đúng không, báo nha. Ở đây là select online tab, nên này, cái việc mà nó kết nối tới thiết bị online là không thực hiện được nguyên nhân nhé. Nên xem là đây. Đó. Lỗi kết nối này tới cái địa chỉ này đúng không nhỉ? Kết nối này không thể được thực hiện vì cái phần thiết bị ở dưới nó không trả lời đúng không? Mặc dù cái màu này nó bây giờ xanh lên rồi, nó flash này nó nháy được, nháy được thiết bị thật rồi. Đó, thực hiện lại một lần nữa nhé, tách một lần nữa nào. Đó, biểu tượng này đang thông rồi, xanh. Ở đây nó cũng chưa được báo cho chúng ta cái lỗi chi tiết. Lỗi chi tiết là do cái gì? Nhưng đây là do cái firmware đúng không? Cái firmware chúng ta đang cao hơn, đang nghĩ nó đây nó không báo được, không báo được cái firmware. Các bạn làm động tác như này, đây các bạn trên này, trên device này vẫn là cái mã unspec. Đây là không chọn, chúng ta chọn unspec, chúng ta lại phải tạo mới không, add new device này, CVO này. Đây, nhưng chú ý thế này, chúng ta tạo một cái firmware là 4.1. Ok. Đó, cái động tác này rất mất công đây. Do chúng ta không detect được. Đó, tiếp theo đây là detect. Xem kết quả là như nào.
đang cứ giảm dần theo mai số nào. Đó. Đó là này nó đang cũng như này, nó đang đi tách này. Thực ra thì khi biết địa chỉ IP nó là lớp 192.168.0.1 này thì phương án là chúng ta sẽ đặt địa chỉ IP, đặt một cái địa chỉ IP tĩnh cho máy tính thì quá trình kết nối sẽ nhanh hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ thực hiện động tác đó nha, là sẽ đỡ mất thời gian. Ethernet này, option này, này khi đúp vào đó chọn sang 14 này, người ta sẽ đặt IP tĩnh cùng lớp với nó. Rồi chúng ta search được rồi, 192 này, 168 này, thằng BNC đang là chấm 0.1, người ta sẽ chấm 0 và chấm 101 này nhỉ. Đây là thằng tab này, nó mặc định này. Ok. Để có thể tra kết nối bằng cách là nhấn cửa sổ R này, bình này, đúng không? Ghi chữ bình này, 192.168.0.1, cách ra trừ T, ok này. Đó, thì là các bạn thấy kết quả ta kiểm tra được cái kết nối nó đang rất là tốt, nó thông. Đó, bây giờ để dùng phần mềm này nó sẽ chạy và nó sẽ nhanh hơn này, nó sẽ đi tách này. Đó. Quá trình đi tách được rồi đúng không ạ? Các bạn thấy không nhỉ? Đấy, xuất hiện này. Đấy, xuất hiện đang một con BDC như này. 1212C AC/DC đây. Đó. Module truyền thông đây, có một module truyền thông và có một cái module tương tự này ở phía trên này. Động tác tiếp theo chúng ta sẽ kích vào gì nhỉ, online. Đó, và insert này. Đó. Insert. Rồi ta kích vào go online. Đó. Khi thực hiện go online rồi thì các bạn sẽ thấy cái biểu tượng này, đó. Biểu tượng màu xanh này nó sẽ sáng lên này. Chú ý xem này, này. Kích vào trỏ vào con BSC này, các bạn thấy màu xanh này sáng lên, đúng không? Nếu mà để offline là nó không sáng như này. Tuy nhiên là chương trình của BDC với chương trình hiện tại chúng ta đang tạo là đang để khác nhau. Bọn chương trình bên này đang chống chưa cái gì cả. Về động tác là chúng ta sẽ nhìn upload ở đây này, kích vào BDC này, chọn biểu tượng này, upload. Lúc trước nó chỉ upload cái phần cứng thôi, còn bây giờ nó thực hiện gì nhỉ, upload cái phần mềm. Đây các bạn sẽ xem này, à nguyên nhân đây, một hoặc nhiều cái object không thể thực hiện, nguyên nhân là do cái CPU nó đang được nạp cái chương trình là trên bản V14 FP1, nhưng mà với cái version hiện tại của chúng ta đang là bản 15 này, nó đã không cho upload. Upload. Bây giờ chúng ta có thể gì nhỉ, download nhé, offline này, là download cái chương trình này vào. Chương trình này chúng ta có thể dùng một cái này lập trình một cái bit này. Ví dụ như là M0 đi, M0.0 nữa. Ra đây là một cái đầu ra Q0.0 nhé. Đó, xếp lại nhé, download này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ download trên cái bản V15. Đặc điểm là nếu mà load bằng cái bản thấp kia thì ở đây chúng ta không đọc được. Đó. Okay. Cái bản phần mềm nó phải tương thích. Đây nó cũng một cái điều rất là dở. Rồi bây giờ chương trình bây giờ đã dùng bản 15 rồi nhé. Bây giờ ta sẽ thực hiện ở đây, upload một cái khởi tạo BDC mới, upload lên nhé. New device này, 200 này. Tiện thể chúng ta chọn luôn cái version mà bản 4.2 đi xem nào. Ok này. Rồi chúng ta kích detect này. Xem có upload được không. Rồi. Vậy động tác đặt IP tĩnh cho máy tính rất là tốt. Đó. Chạy rất là nhanh.
xem online như nào. Đấy, nó vẫn detect được đúng không? Được. Tiếp theo chúng ta sẽ go online này. Hoặc chúng ta chuột phải đây nhá, từ trên device này. Thì nó upload luôn là ra được cái firmware của chúng ta đây này. Chúng ta khởi tạo là 4.2 nhưng mà khi upload cấu hình phần cứng nó chuyển về cái mã này và có firmware của nó luôn, đúng luôn là 4.1 nhỉ. Như vậy là ta có thể chọn cái firmware không đúng với BDC cũng được, khi upload nó sẽ gì nhỉ, nó sẽ chọn đúng cái firmware cho chúng ta. Đang tiếp theo chúng ta gì nhỉ, kích vào đây, nếu mà kích vào đây mà chưa online thì chúng ta không luận ta không thấy sáng cái biểu tượng upload. Đấy, giờ chúng ta sẽ kích vào mục go online password. Rồi, go online. Đó. Rõ ràng chương trình main của chúng ta bây giờ đang là chưa có gì này. Đó. Đây là sẽ upload cái chương trình BDC lên này. Kích vào con BDC số 4 này, làm vào cái tạo này. Upload này. Giờ cùng version rồi thì đương nhiên nó sẽ không được. Chúng ta sẽ upload. Không cần hiển thị cái thông báo này nữa. Đó. Upload xong các bạn thấy đúng không? Màu xanh chứng tỏ cái chương trình của chúng ta với chương trình VC đang là một, và cái đoạn chương trình chúng ta đã lấy được lên rồi là cái bit M0.0 đi vào Q0.0 này là vừa lập trình. Đó, thế đây. Như vậy là chúng ta đã có cách biết cái cách download và upload rồi đúng không? Đấy. Động tác download thì đơn giản thôi đúng không? Chúng ta sẽ đấy, khai báo một cấu hình phần cứng cho nó, kích vào đối tượng và chọn download. Đấy, khi download thì chế độ phải là chế độ offline. Ví dụ như BDC, chúng ta muốn download chương trình BDC số 3 xuống nhá, thì đây offline này. Cái chương trình BDC số 3 là chương trình trắng này, ta có thể download này. Đấy. Sau khi cấu hình thiết bị xong, đấy, tiến hành download rồi. Đấy, download này. Đó, upload bình thường. Đấy. Đó, chương trình bây giờ nó thì là chương trình không có cái gì cả, online này. Đấy, chương trình main này. Đó, à main có, đúng không? Chúng ta cũng biết ở trên này. Đấy. BDC3 với BDC4 đang giống nhau. Đó, đấy, con bốn ra này, chương trình như này. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ thực hiện với cái phần mềm mô phỏng trong trường không có BDC thật đúng không ạ? Đó, cái tính năng phần mềm mô phỏng này rất là hay. Thì ta sẽ offline này đúng không ạ? Rút cáp này. Này. Cáp phải rút ra nhà nó đó. Chúng ta sẽ tiến hành là mô phỏng này, mô phỏng ví dụ như cái chương trình BDC số 3 này, ta mô phỏng luôn nó này. Thì cái BDC muốn mô phỏng được thì cái firmware nó phải lớn hơn bằng 4.0. Như vậy thiết bị này đang là, chúng ta kiểm tra nhé, nó đang là 4.1 này. Đó, một sinh là 4.1. Đó, thì chúng ta kích vào biểu tượng này có tên là Start Simulation. Từ đây thì nó sẽ khởi tạo một con BDC ảo ra nó đó, là như này, và chúng ta cũng hoàn toàn start search như thật. Start search. Tuy nhiên đây nó mặc định luôn là cái giao thức đang là BDC sim luôn chứ không như cái cạc của chúng ta nữa đó. Đó, đây xong rồi chúng ta load này. Đó, đấy, load và sau đó edit này. No action này. Start module nha. Init này. Đấy, các bạn thấy đúng không? Nó dần ra này. Chúng ta tiếp theo là bây giờ chúng ta có thể vào đây để test này. Thì khi kết nối rồi chúng ta sẽ có thể hoàn toàn đọc cho phép online đúng không? Này. Là monitor lên hoặc go online này. Đấy, online. Đó, thì kích vào đây biểu tượng kính này, monitor này. Đấy, như đây là cái chương trình đó này. Bây giờ chúng ta có thể test ví dụ như là đây M0.0, chúng ta có thể chuột phải vào đây
Đó. Modify lên mức 1 nhá. Đó, đây nó này. Làm modify đi. Còn không. Đấy. Thì cái video này thì chúng ta thực hiện những nội dung như vậy rồi, các bạn đã thấy là nó cũng mất rất nhiều thời gian rồi. Thì ở video tiếp theo chúng ta sẽ lập trình cái chương trình OB1, phân tích cái các vùng nhớ, ví dụ như IQ, MDB và vùng nhớ local là hiểu về cái kiểu dữ liệu bit by what, number what là kiểu số thật, và một số cái lệnh thường dùng như là lệnh thường mở, thường đóng, lệnh sửa lên, sửa xuống, bê trích bắt cả một cái mạch điện sửa lên, mạch điện sửa xuống, lệnh set, lệnh reset, đúng không? Đó thì hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn nhé.